Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta cùng xem qua là hình ảnh của khách hàng đến với bệnh viện thẩm mỹ Khang Nam chúng tôi để thực hiện ca phẫu thuật nâng mũi sau biến chứng của những lần phẫu thuật nâng mũi khác. Các bạn có thể quan sát hình ảnh của khách hàng ạ. Dạ rồi, đây là khách hình ảnh của khách hàng trước khi mà khách hàng đến với bệnh viện thẩm mỹ Khang Nam các bạn nhé. Các bạn có thể thấy mũi đã bị biến chứng co rút, tạo mô xơ co rút và mũi ngắn hếch. Phần theo được biết thì khách hàng này thì trước khi đến với bệnh viện thẩm mỹ Khang Nam thì chiếc mũi này đã được làm qua 3 lần rồi ạ. Đúng rồi. Kèm theo đó là không chỉ là sau 3 lần phẫu thuật mà còn là bị nhiễm trùng sau khi mà đã làm mũi rồi. Thế nên là tình trạng hiện tại mới bị co rút đúng không ạ? Bị co rút và teo hết tất cả các phần sụn cánh mũi, phần trụ mũi. Dạ. Mũi ngắn hết nên là biến dạng gần như là thay đổi hoàn toàn làm cho khách hàng rất mất tự tin. Dạ. Thì đối với những cái chiếc mũi như vậy thì không đơn giản là đến là có thể phẫu thuật được ngay, mà theo em được biết là đội ngũ bác sĩ của bệnh viện Khang Nam cũng mất khá là nhiều thời gian để mà gọi là hội chuẩn lại để đưa ra một cái phương pháp tốt nhất để cho khách hàng có thể chỉ làm lần này là lần cuối cùng đúng rồi. Kết quả đạt được cao nhất đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta cùng xem qua một số những khách hàng mà bác sĩ đã phân tích. Các bạn có thể quan sát thế ạ. Sau khi hội chẩn cùng với tất cả các chuyên gia phẫu thuật hàng đầu về mũi, chúng tôi đã phân tích mũi của khách hàng như sau. Mũi khách hàng thứ nhất là bị biến dạng co rút ngắn hơn rất nhiều. Thứ hai là trụ mũi cũng bị co rút, tạo mô xơ hết. Thứ ba là phần cánh mũi bị sập và xẹp hết toàn bộ xuống, không còn cái sụn cánh mũi. Tiếp theo là cái phần xương, phần toàn bộ phần xương, cái nền xương rất to làm cho dáng mũi nó thô, nó bè xuống, nó không lên được dáng mũi. Toàn bộ cái phần sụn vách ngăn thì đã bị sử dụng trước đó và giờ đã teo hết sụn, không sau khi quá trình viêm nhiễm trùng thì không còn sụn, không thể chống mũi lên được, cánh mũi không còn. Đấy. Chúng tôi đã quyết định thường phương pháp nâng mũi S-line 4D 100% sụn sườn tự thân kèm theo chỉnh xương bằng máy siêu âm. Cho em hỏi là lý do vì sao mà đối với những chiếc mũi này thì chúng ta không có đặt sống nhân tạo được nữa ạ? Vì thứ nhất là khách hàng trước đó đã có bị phẫu thuật và bị hỏng mũi do viêm nhiễm trùng, mũi đã bị co rút hết toàn bộ và chưa xác định được rõ cái yếu tố là nguy cơ về cái dị ứng của cái do nguyên nhân do nhiễm trùng hay là do một cái chất liệu người trước đó người ta đưa vào nào. Chúng tôi phải quyết định lựa chọn phương pháp là an toàn gần như tuyệt đối cho khách hàng, đó là lấy sụn sườn 100% sụn tự thân của khách hàng thì không bao giờ nó có cái tình trạng mà nó đào thải đó. Các bạn ơi, bác sĩ cũng chia sẻ cho các bạn biết là lý do vì sao mà đối với những cái mũi như vậy mình không thể nào mà đặt chất liệu nhân tạo. Tại vì trước đó khách hàng đã từng làm 3 lần rồi và không biết lý do vì sao mà khách hàng bị dị ứng với chất liệu. Thế thì để đảm bảo tới kết quả an toàn nhất và tuyệt đối nhất thì bệnh viện Khang Nam đã chỉ định là nâng mũi cấu trúc sụn sườn 100% của khách hàng. Đó, dạ. Cái thứ hai là toàn bộ phần mũi co rút, mô xơ nó co cứng lên rất nhiều, da nó không còn cái độ đàn hồi. Vì vậy để muốn chống được cái mũi cho nó cao lên và nó dài ra thì phải có một cái vật liệu cho nó đảm bảo đủ độ chắc và cứng và tạo được cái form mũi. Và chúng tôi mới quyết định lựa chọn cái sụn sườn để dựng cái cấu trúc của mũi lên. Dạ rồi, sau khi mà các bạn theo dõi chương trình live stream đã nghe bác sĩ chia sẻ cũng giống như phân tích về hình ảnh của khách hàng, thế thì bây giờ Billy sẽ di chuyển góc máy quay để các bạn không phải nóng lòng hơn nữa mà có thể ngắm ngay dung nhan của khách hàng này sau 3 tháng quay trở lại bệnh viện Khang Nam để tái khám. Và đây là cô bé đang ngồi trước mặt các bạn, chính là cô bé mà hình ảnh trong iPad mà vừa rồi bác sĩ vừa mới phân tích các bạn nhé. Dạ rồi, bây giờ thì sau khi mà bác sĩ phân tích xong thì chúng ta sẽ cùng im lặng khoảng 3 giây đi, không nói gì hết để các bạn tự cảm nhận thấy cái kết quả này thay đổi như thế nào so với cái hình ảnh ở trong iPad các bạn nhé. Bác sĩ ơi, bây giờ bác sĩ có thể là chia sẻ giùm em cái quá trình mà sau khi hội chuẩn cũng giống như đánh giá phân tích, thế thì các bác sĩ đã tiến hành làm những gì trên cái chiếc mũi đã bị nhiễm trùng này ạ? Các bạn có thể quan sát hình ảnh của khách hàng trước và sau phẫu thuật và những phương pháp bác sĩ đã can thiệp để tạo nên một cái dạng mũi như hiện tại. Thứ nhất từ trên xuống cái phần xương ạ, thì bác sĩ đã toàn bộ chỉnh xương bằng máy siêu âm, gom tất cả phần xương hai bên lại. Đó. Phần cánh mũi bị xẹp hết toàn bộ, bác sĩ đã tạo cái độ vòng của cánh mũi, kéo dài cái da phần mũi xuống.
nâng cái trụ mũi cao lên. Các bạn có thấy thấy ở góc thẳng hoặc góc nghiêng? Ừ. Cho em hỏi là em thấy cái phần đầu mũi rất là tròn, không có bị méo mó giống như trước nữa. Và chúng ta cũng chỉnh hình làm dài được đầu mũi, là hoàn toàn là từ sụn sườn và sụn tai luôn đúng không ạ? Đúng rồi, chúng tôi đã quy định tạo toàn bộ dáng mũi bằng sụn sườn 100%. Dạ. Đối với trường hợp này chúng tôi không cần phải can thiệp thêm bằng sụn tai nữa. Vì khách hàng gần phẫu thuật bằng nâng mũi lên 100% sụn sườn thì không cần phải can thiệp thêm bằng sụn tai, trừ một số những trường hợp đặc biệt có thể mới can thiệp thêm. Cái điều gì để khiến cho em có niềm tin hơn? Tại vì hiện tại theo chị biết được bệnh viện thẩm mỹ rất là nhiều, không có riêng gì bệnh viện Hàng Nam đúng không? Dạ. Ngay cả khi em search Google nó ra một loạt mười mấy 20 cái bệnh viện nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì tại sao khi mà đến đây xong em nghe chuyên viên và em nghe bác sĩ phân tích, thì cái yếu tố nào để em quyết định là ừ thì thôi một lần nữa cố gắng đặt niềm tin tại bệnh viện thẩm mỹ Hàng Nam? Dạ. Trước tiên á, là em rất là có ấn tượng với lại đội ngũ chuyên viên tư vấn và bác sĩ bên mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là em đã thấy một người chị bạn đã làm ở bệnh viện đây rồi. Và em cũng có xem qua truyền thông là đã thấy ca sĩ Đức Phúc đó chị. Dạ. Là thay đổi rất là ngoạn mục đó, cho nên với lại cái thứ ba nữa là em thấy cơ sở vật chất của mình rất là tốt. Dạ, cho nên điều em quyết định đó là em về em bàn bạc với gia đình và lên đây làm luôn ạ. Ừ. Khi dạ. mà chưa có tháo mũi ra á, em có hình dung được, em có tưởng tượng được là không biết là cái mũi của mình tháo ra nó như thế nào. Nó chắc nó chỉ đỡ hơn thôi, chứ em không thể nào hình dung được là nó có thể hoàn hảo như hiện tại đúng không? Dạ đúng rồi, em chỉ nghĩ là chắc là tầm khoảng em chỉ đỡ được hơn phần nào thôi, tầm khoảng 50% thôi. Nhưng mà khi mà trong quá trình em tĩnh dưỡng, em hồi phục mà cho đến bây giờ là gần 3 tháng rồi, thì nó đã vượt quá cái sức tưởng tượng của em. Là em nghĩ là nó đã hồi phục tầm khoảng được 8-90% luôn á chị. Ừ. Em cũng muốn gửi đến các bạn là các bạn cũng đừng có quá tự ti về diện mạo của mình. Hiện tại thì ở Việt Nam mình là cái vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ là rất là nhiều rồi, cho nên để mà có được một cái diện mạo như thế này thì các bạn đừng ngại mà đến một cái bệnh viện lớn như là bệnh viện thẩm mỹ Can Nam này. Ở đây thì có những cái người bác sĩ rất là giỏi và một cái bác sĩ chuyên nghiệp thì có thể tạo cho các bạn được một diện mạo mới, xinh đẹp hơn và tự tin hơn với bản thân mình. Thì các bạn đừng lo ngại gì hết mà hãy sắp xếp được thời gian và nhanh chóng đến bệnh viện thẩm mỹ Can Nam để được các bác sĩ tư vấn và được các bác sĩ tư vấn nhiều hơn về cái tình trạng của mình như thế nào để mà mình có được một cái diện mạo đẹp hơn nữa. Cảm ơn chia sẻ của em rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ.